Sau 3 tháng đưa giống sen xuống trồng trên 2 hecta ruộng lúa bỏ hoang tại cánh đồng tốt Khe Voi, đến thời điểm này, cây sen đã lên xanh tốt, thu hoạch lứa đầu tiên, hứa hẹn đem lại cho người dân tổ 3 thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang một cuộc sống ổn định. Khác xa với hình ảnh trước đây là cánh đồng hoang ngập phèn, đầy cỏ dại, nay toàn cánh đồng được phủ một màu xanh của lá sen, màu hồng của những bông sen, báo hiệu sức sống mới trên vùng đất hoang hóa hơn 10 năm qua. Theo tính toán của bà con nông dân, thu nhập từ việc trồng sen gấp 10 lần so với trồng lúa trên cùng diện tích canh tác. Song điều đáng nói là bên cạnh tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân, dự án trồng sen trên đất hoang hóa còn góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, mở ra tiềm năng du lịch sinh thái phong phú, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn Hòa Vang. Trong quá trình ban đầu dự án về để vận động bà con làm, trong lúc ban đầu rất khó khăn. Nhưng mà tới khi đã làm rồi, đến đó hôm nay, từ cái đồng ruộng bỏ hoang, và đến đây đã được một đồng sen phơi phới, cho nên bà con bắt đồng tình và ủng hộ của dự án. Cho nên mong các anh chị của dự án mình có phương hướng để phát động thêm để thành cái khu du lịch cho thôn nhà, cho được phát triển tốt đẹp hơn. Không những cái hiệu quả kinh tế đem lại mà cái hiệu quả ở đây là cái môi trường sinh thái, cải tạo được cái môi trường sinh thái ở đây cũng như là khôi phục được một cái vùng sản xuất để mà sau này bà con nông dân ở đây tiếp tục sản xuất trên cơ sở mà chúng tôi đã khởi động cái đề tài ban đầu và tiếp tục để khai thác và sử dụng trồng những cái đối tượng cây trồng khác hoặc là nuôi những đối tượng thủy sản. Ngoài việc phát triển nghề trồng sen tăng thu nhập cho người nông dân, xã Hòa Nhơn còn chọn nơi đây là một trong những điểm đến của du khách khi chọn tour du lịch làng sinh thái Thái Lai mới đưa vào hoạt động để tham quan dã ngoại. Địa phương cũng rất là mong muốn cái sự quan tâm của các cấp, các ngành quan tâm đầu tư hỗ trợ thêm một cái nguồn kinh phí để địa phương thực hiện cái cải tạo cảnh quan và tạo ra một cái điểm nhấn du lịch trên địa bàn xã. Việc đánh thức một vùng đất chết hồi sinh là cách làm sáng tạo của địa phương Hòa Nhơn trong việc cụ thể hóa các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là cú hích thúc đẩy phong trào chuyển đổi đất hoang hóa sang các loại cây trồng khác để giúp người dân làm giàu trên quê hương mình.